Vĩnh Phúc phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 cộng đồng sau 80 ngày không có ca mắc mới. Sáng 20 tháng 10, trả lời phóng viên, đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Vĩnh Phúc cho biết, địa phương vừa ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 sau 80 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Đó là ông NXT, sinh năm 1967, trú tại Thành Công, Lãng Công, huyện Sông Lô. Điều tra dịch tễ cho thấy, vợ ông T là công nhân khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Sáng 17 tháng 10, vợ ông T từ Phú Thọ về nhà bằng xe máy tiếp xúc với chồng con. Sau đó, vợ chồng ông T đi ăn cỗ tại xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô. Sáng 18 tháng 10, vợ ông T được công ty cho đi lấy mẫu xét nghiệm, kết quả nghi ngờ dương tính. Sáng hôm sau, vợ ông T tới Bệnh viện Đa khoa khu công nghiệp Thụy Vân xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Chiều 19 tháng 10, ông T và 11 người khác cùng thôn đi xét nghiệm mẫu gộp cho kết quả nghi ngờ dương tính. Kết quả khẳng định lại bằng phương pháp PCR, ông T dương tính với SARS-CoV-2. Ông T đã được đưa tới Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị. Ngay sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19, ngành y tế tổ chức phun khử khuẩn tại gia đình ông T, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho tất cả F1, F2 và tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan.